Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 10 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là quy tắc trừ là hay còn gọi là hiệu á, quy tắc hiệu á, quy tắc trừ, hiểu chưa? Thì để giải quyết được cái này thì các bạn nhớ nha, cho ba điểm tùy ý đi, A, B, C đi, rồi các bạn sẽ tìm ra được quy tắc trừ trong ba điểm này. Thì để mà có quy tắc trừ thì mình chỉ cho tất cả các bạn từ một vector tùy ý, các bạn sẽ biến đổi ra được là hiệu của hai vector. Ví dụ như vector A, C đi. Vậy mình cần chèn điểm gì nữa? Điểm B nữa đúng không ạ? Thì đối với hiệu thì các bạn chèn ở đầu. Được chưa ạ? Đối với hiệu, hiệu thì các bạn chèn ở ở đầu. Được chưa ạ? Đối với hiệu thì các bạn chèn ở ở đầu. Được chưa? Ví dụ nha, ví dụ chèn ở đầu đi. Chèn chữ B. Được chưa? Chèn ở đầu thì các bạn sẽ lấy là vector vector BC, vector BA. Được chưa? Vector BC trừ vector BA. Được chưa? Hình dung chưa? Còn nếu không thì các bạn không nên nhớ cái cách này. Nếu nhớ cách này thì các bạn bị dễ bị nhầm lẫn là theo thứ tự là B là phải BA trừ BB. Theo thứ tự thì phải là BA trừ BC. Mà tại sao lại là BC trừ BA? Thì mình sẽ dùng cách khác. Nếu mà các bạn không nhớ cách này thì các bạn có thể dùng cách là vector BC đi. Vậy là không chèn chữ B. Muốn ra hiệu thì các bạn chèn cái điểm B ở cuối là B gì ạ? BC trừ cho B BA. Được chưa ạ? Chèn vào điểm cuối. Được chưa? Ví dụ như AB đi. Được chưa? Muốn ra hiệu thì các bạn chèn vào chữ C vào cuối. Vậy là mình sẽ ra là gì ạ? CB trừ CA. Được chưa ạ? Đó. Ví dụ mình muốn chèn với muốn BC đi. Mình muốn chèn chữ A để ra hiệu thì mình chèn vào cuối. Đó. Vậy là bằng AC trừ AB. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Vậy đối với hiệu thì các bạn nhìn nè, đối với hiệu thì các bạn phải cùng điểm, cùng điểm đầu. Được chưa? Cùng điểm đầu. Đối với hiệu thì các bạn phải hai vector hiệu này phải cùng điểm đầu nè. Thì muốn cùng điểm đầu, vậy muốn tạo ra một vector hiệu thì các bạn lấy toàn bộ điểm xa, lấy cái điểm sau kết hợp với điểm điểm trước. Ví dụ như nha, BC trừ BA. Được chưa? Thứ nhất hiệu hai ngày cùng điểm đầu ở mảng, các bạn sẽ lấy tọa độ điểm điểm sau là A, lộn, lấy điểm sau kết hợp với điểm điểm cuối của vector này kết hợp với điểm cuối của vector này kia, hiểu chưa? Đó. Còn nếu mà đối với chèn thì các bạn nhớ chèn ở phía cuối, hiểu chưa? Chèn ở phía cuối vector. Muốn hiệu thì chèn ở phía cuối, vậy là mình có vector BC trừ BA. Được chưa? Trừ BA. Đó là quy tắc hiệu nha các bạn. Các bạn nào mà còn khó hiểu hay là vướng mắc gì thì các bạn có thể comment nha. Mình sẽ trả lời lần sau nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.